Nhịp điều chỉnh lần này của thị trường có rất nhiều cổ phiếu tạo cái mẫu hình check out khá đẹp. Vậy thì cái hành động check out này ý nghĩa là gì và chúng ta mua bán như thế nào với cái hành động check out này để đạt được cái hiệu quả cao nhất? Những cái cổ phiếu nào đã check out thành công và những cái cổ phiếu nào đang cho tín hiệu check out mà có thể mua trong tuần tới? Mời các bạn cùng xem video. Đầu tiên nói về hành động check out thì mọi người có thể thấy rằng là thông thường nó xảy ra khi mà cổ phiếu có một cái nền giá như thế này, sau đó thì nó giảm đạt thủng cái hỗ trợ, thủng cái biên dưới của cái vùng chất lên này đó. Và sau đó nó hồi lên đôi lúc thì nó có quay lại test và có lúc thì không test và tiếp tục quay vào trong chất lên. Tức là sau khi quay vào trong thì nó có thể là tiếp tục dao động trong biên hoặc là nó break out lên khỏi cái kháng cự ở trên, nhưng ở đây là một cái hành động mà làm sao ạ, mang tính rũ bỏ, và cái nhịp điều chỉnh này thường là rũ bỏ thanh khoản cũng sẽ là lớn. Thì cái ý nghĩa của cái hành động này là gì ạ? Nó có hai cái ý nghĩa. Một là khi mà nó đạt về cái vùng giá thấp này, nó giúp cho cá mập có thể mua vào số lượng lớn với giá thấp khi mà cả thị trường hoảng loạn, toàn thị trường hoảng loạn, hoặc là cái nhà đầu tư cầm cổ phiếu này hoảng loạn. Cái thứ hai là nó rũ bỏ cái nguồn cung, tức là rũ bỏ những cái nhà đầu tư yếu ra khỏi thị trường để làm gì ạ? Thì sau khi mà những cái nhà đầu tư yếu, những cái nguồn cung được rũ bỏ ra khỏi thị trường rồi thì nó sẽ cá mập nó sẽ có thể là kéo giá lên một cách dễ dàng nếu nó muốn. Được chưa? Đó. Thì với cái sơ đồ tích lũy Wyckoff thì cái hành động check out ở cuối một trading range thì người ta còn gọi nó là hành động spring. Ví dụ như này, đây là một cái trend lên của FRT đúng không? Và đây là Bank Climax đúng không? Và chỗ này ta có là Spring. Thế thì hành động Spring là gì ạ? Là cuối một trend lên trước khi mà cá mập nó muốn đẩy giá lên mạnh mẽ ở trong pha D này, khi mà nó đã gom đủ hàng rồi thì nó vẫn làm một hành động là đạp rũ bỏ thủng đen, đó làm cho nhà đầu tư là bán ra, thậm chí đạp đến cái cây này là nhà đầu tư đã bán ra rất là nhiều rồi, khối lượng cây này khá là lớn rồi đó. Sau đó thì làm sao vẫn tiếp tục đạp để cho nhà đầu tư bán ra. Tuy nhiên là những cái cây sau thì làm sao khối lượng nó yếu hơn, thể hiện là cái nguồn cung nó ít dần đi rồi, và có một cái cây này đạp mở gap thì những ai mà muốn bán nốt rồi, sau đó là nó kéo tăng ngay trong phiên đó. Thế thì cái hành động sell out đó nó thường diễn ra, nó có thể diễn ra ở đầu trading lên hoặc là ở cuối trading lên. Nếu ở cuối trading lên thì sau đó sẽ là một cái nhịp tăng giá rất là mạnh. Thông thường thì đôi lúc nó có thể là kết lại, ví dụ như cái cây này là kết lại đúng không, sau đó khi mà nguồn cung nó cạn, hai cây này thanh khoản rất là nhỏ thì nó kéo lên tăng giá mạnh và bước vào một cái uptrend mới. Thì đấy là cái ý nghĩa của cái hành động check out. Vậy thì chúng ta nên mua bán như thế nào với cái hành động check out này? Đây mình cũng có chia sẻ một chút ở cái tài liệu trong cái khóa học Wyckoff VFA của mình, thì mọi người sẽ thấy rằng là khi mà gặp cái hành động check out này, chúng ta sẽ vào lệnh nhé, vào lệnh mua 50% tại cuối phiên tăng giá mạnh sau check out và 50% sau test. Được chưa? Tức là sau cái hành động test lại đó, thì mọi người sẽ thấy rằng là ví dụ như chỗ này ta có một cái hành động check out, thậm chí là nó đánh sàn một cái cây này, đánh sàn một cái cây này, nhưng ngay sau đó cái ngay phiên sau đó là nó tăng giá mạnh, thì mình chờ cuối phiên tăng giá mạnh này để mà mình mua vào. Tại sao lại chờ cuối phiên? Vì đôi lúc nó là một cái bull trap và nó lại giảm tiếp đó, cho nên mình chờ cuối phiên thì cái tính đảm bảo nó cao hơn đó, thì mình sẽ mua 50% ở cái cây xác nhận check out này. Và sau đó thì sao ạ? Sau đó thì thường là nó sẽ có một cái nhịp điều chỉnh test lại với thanh khoản cạn dần đó, và sau khi test lại á thì mình sẽ mua ở cái cây tăng giá tiếp theo sau test. Được chưa? Đấy là cái cách mà chúng ta hành động với cả cái hành động check out này. Cái hành động check out này nó cũng là một cái điểm mạnh ở trong viết đây, hay còn gọi là SOS. Và cái thông thường thì các bạn nên coi cái việc check out nó là một hành động và nó không nhất thiết phải có một cái hình dáng cụ thể nào. Thế còn hình dáng mà đôi lúc chúng ta hay gặp hay hoặc là hay nói với nhau thì nó có hai kiểu. Một là cái dạng một bottom reverser này, hai cái nến đảo chiều ở đáy. Hai là một cái cây rút chân như này. Đúng không ạ? Còn đôi lúc thì nó cũng không nằm trong hai cái hình dạng này, sau đó là mọi người cũng không nên quá quan tâm quan trọng về cái hình dạng. Ví dụ đây cũng là một cái dạng check out, một cái cây rút chân khá mạnh thì mình có thể là mua ở cái phiên xác nhận tăng giá này
Đây thế, đây cũng rút chân thì mình mua cái phiên xác nhận tăng giá này, và sau khi điều chỉnh test lại thì mình mua cái phiên tiếp theo. Đó, đấy là cách mà chúng ta làm sao giao dịch với cái hành động checkout. Và bây giờ thì thị trường của chúng ta có những cái cổ phiếu nào nó đã và đang checkout, có những cái cổ phiếu nào nó đã checkout thành công rồi, những cái cổ phiếu nào đó đang checkout và chúng ta còn cơ hội, đúng không? Nếu nó checkout thành công rồi nó hồi lên thì có thể là chúng ta bị chậm một nhịp rồi, đúng không? Tuy là nó khỏe hơn thị trường thì chúng ta mua được sớm thì vẫn ok, đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta vẫn chưa mua được thì nếu mà tuần sau chúng ta mua thì có khi là chúng ta đã bị chậm, đúng không? Thì mình ví dụ đối với cả cái mã SHS này, hoặc là mã ví dụ như là mã FTS, đúng không? FTS thì lúc đầu thì mình nói rồi, mình nhìn rõ một cái trend rõ ràng, hay là VCI này, mình nhìn rõ một cái vùng kháng cự hỗ trợ, một cái vùng hỗ trợ rõ ràng đó, thì nó check out qua đó. Thì cây này là cây giảm giá mạnh này, cây này bắt đầu là thể hiện cái lực gọi là nguồn cung nó bị hấp thụ hết rồi, nó không tiếp tục giảm giá nữa, và cây này là cây đảo chiều, thì chúng ta mua 50% ở cái phiên đảo chiều này nhé. Và phiên này là phiên test, đúng không? Test thanh khoản cũng vẫn là nhỏ, và chúng ta mua nốt ở cái cây xác nhận tăng giá này đó. Thì đấy là cái chiến lược hành động với checkout trong cái giai đoạn này của thị trường. Thế còn ví dụ như là nhóm mình không mua VCA thì nhóm mình có mua SHS, đúng không? Thì cái phiên này là cái phiên phá vỡ này, phiên phá vỡ ra này, và nhưng mà ngay sau đó thì nó tăng đảo chiều, thì mình có nhắn luôn trong nhóm là chúng ta mua 50% ở cây này và chờ test xong mua nốt. Thì nếu mà đúng ra chờ test xong mua nốt là mua ở cây này đó. Tuy nhiên là do mà mình đánh giá thị trường nó khá là ok, xu hướng nó vẫn đang ok, và nhóm banh đã có tín hiệu tạo đáy trước đó rồi, tạo đáy từ thứ hai đầu tuần rồi, do đó là mình nhắn nhóm mình mua sớm ngay cuối phiên test này. Đấy, còn thông thường thì chúng ta phải mua ở cây sau khi mà nó vượt khỏi cái dâu này đó. Thì đấy là cái ứng xử với hành động checkout. Thực ra là hôm nay cũng có mua thêm nữa đó. Thì những cổ phiếu của nhóm chứng khoán này là coi như là đã checkout thành công, như SHS này, VCI này, FTS này đã checkout thành công và hồi lên rồi, đúng không? Và khi nó hồi lên thì có thể là nó chỉ lên tới biên trên của trên trend, hoặc là có thể là nó vào pha D và nó làm sao nó lại vào một cái uptrend tăng giá mới. Tuy nhiên là đặt lại cái câu chuyện là thứ nhất là chúng ta đừng có dự dự đoán cái này là nó tăng đến đâu, mà chúng ta phải vào lệnh sớm, tức là vào lệnh ngay cái phiên đảo chiều đầu tiên, và sau test là chúng ta sẽ phải vào luôn. Thế còn nếu giả sử tuần sau các bạn mới vào lệnh thì các bạn, thứ nhất là các bạn chậm về T, và thứ hai là các bạn không được lợi về giá. Được chưa? Do đó là trong tất cả các cái điểm mua theo phương pháp VSA, White Top, mình đều nhắn với học viên của mình rằng là mọi người phải hành động sớm để mà chúng ta lợi về T và chúng ta lợi cả về giá. Đấy là nhóm chứng khoán này, nhóm chứng khoán. Thế còn banh thì thực ra là nó chưa thủng đèn nhá, banh gần như không có cổ phiếu, mấy cổ phiếu gọi là chen nó ok, không có cổ phiếu nào thủng đèn cả. Đây ví dụ đây có hỗ trợ đây nó cũng không thủng này, MBB làm sao đây hỗ trợ rồi đây cũng không thủng, đúng không? CTG cũng không thủng luôn đó, BID cũng không thủng và làm sao hồi lên. Thì trong trường hợp những cái mà nó không thủng nhá, nó không thủng mà nó hồi lên thì cũng không sao cả, không sao cả, thì mình mua tại cái cây làm sao đảo chiều tăng mạnh sau đấy thì mình mua tại cây này, hoặc là CTG. Thực ra cái cây này, cây này là cũng là một cái cây mà tăng 2% này đó, chúng ta mua ở cái cây này thì ta coi đây là một cái hành động rũ bỏ nhưng mà không thủng đèn, đúng không? Đây rũ về đây không thủng đèn, cây này là cây hồi đầu tiên này, sau test lại với thanh khoản nhỏ này, thì sau khi mà cây này hồi lên chỉ cần vượt được cái đỉnh đấy thôi, đỉnh nhỏ nhỏ thôi là ta có thể mua vào nốt 50% còn lại đó. Thì đối với cái hành động mà check out không thủng đèn, đúng không? Tương tự MBB thì không thủng đèn, mình mua cái này, cái này cây hồi đầu tiên này, sau khi cái này test lại này và mua tiếp 50% ở cây tiếp theo này, được chưa? Đó. Thì đây là những cái cổ phiếu mà đã checkout thành công rồi. Thì bây giờ nếu mà mua những cái cổ phiếu này thì sao ạ? Cái RR cho đến đỉnh gần nhất của chúng ta không cao, đúng không? Cái vị thế của chúng ta đó nó không ok. Vậy thì nếu trong trường hợp các bạn muốn tìm tới những cái cổ phiếu mà nó đang checkout, nó đang checkout tức là nó chưa có test để xác nhận và nó đang chờ test để nó lên tiếp, thì các bạn có thể quan tâm đến một số các cổ phiếu sau. Ví dụ như ở đây ta có FRT này. FRT thì đây là cái phiên xác nhận check out, thì hôm qua mình có báo khách hàng mua ở đây phiên này và nó đang test lại, đúng không? Đang test lại. Hôm nay thì test lại còn khá là nhỏ, có thể là nó chưa test xong đâu, có thể là thứ hai chạy hoặc là nó đi ngang thêm một vài phiên như cái đoạn này, như cái đoạn này đấy, thậm chí đi ngang thêm một tuần rồi sau đó là nó mới kéo lên trên này đó. Nhưng mà ít ra nếu nhìn FRT các bạn có thể thấy rằng cái cây này khối lượng rất lớn nhưng mà chỉ giảm 2%, có cái cầu hấp thụ ở đây, phiên sau là sao, nguồn cung đã cạn hết rồi đó.
khối lượng rất là nhỏ đấy, sau đó phía này nó kéo lên rất là nhẹ, được chưa? Ở đây thì nếu mà trong trường hợp nó test xong hồi lên thì các bạn mua vào cái cây tăng tiếp theo, còn không test nó phiên sau tăng trên 2% các bạn có thể mua tiếp 50%, đúng không? Nhưng mà mình vẫn nhắc lại là cái cây này là cây chúng ta phải mua đầu tiên để chúng ta có cái vị thế, được chưa? Và chúng ta lợi về T. FRT này, thứ hai là cái dòng khu công nghiệp, đúng không? Dòng khu công nghiệp thì nó cũng chưa hồi lên hẳn đâu, nhưng mà mình đánh giá là nó không quá yếu như một số dòng khác và nó đang ở bên dưới. Thì ví dụ như SSC, các bạn có thể thấy rằng là SSC làm sao ạ? SSC thì đây, cái cây này là cái cây rũ bỏ này đó. Và mọi người để ý là vo nó nhỏ hơn cây trước, tức lực cầu rất là yếu, cung rất là yếu. Cây này tăng đặc biệt đó, thì cái cụm này ta có thể gọi là bottom bao giờ, và chúng ta mua 50% ở cây này. Sau khi quay lại đây test, đúng không? Phiên sau hồi lên thì ta có thể mua 50% ở cây này, nếu nó tăng trên 2%, nhưng mức tăng này thì có vẻ là không đủ. Nếu mà vượt khoảng độ 41.5 thì chúng ta có thể mua, đúng không? Chúng ta có thể mua thì nó mang tính xác nhận, còn như này thì sao? Cầu hơi yếu nhá, cầu hơi yếu. GVR cũng thế. Nói chung là nhóm bất động sản khu công nghiệp thì chưa thấy cầu vào, thì ví dụ ở đây thì cũng chưa có một cái phiên tăng nào rõ ràng cả. Thì đôi khi nó tạo ra một cái mô hình nó giống như kiểu là back holding ấy, tức là nó rơi mạnh này, xong mấy cái phiên này á nó không tăng lên luôn, không có cái nào tăng lên luôn cả, nó đi ngang cho đến cái nguồn cung nó cạn kiệt và sau đó nó có một cây tăng giá mạnh. Đấy. Do đó là nếu tuần sau mà xuất hiện một cái cây mà tăng giá mà vượt 32.5, đúng không, thì các bạn cũng có thể mua vào target lên trên này. DTD thì khá hơn là đây cũng có một cây tăng giá 2% rồi này. Đó, chỉnh test lại này, cây này cũng lên này, thì nếu mà tuần sau mà vượt 28.6, đúng không, thì cũng có thể là coi như là test thành công và mua vào được. Đó, hoặc là DGC, đúng không? DGC thì thực ra cái phiên này mới là cái phiên mà gọi là xác nhận sách check out này, và chỗ này cũng chưa có test, thậm chí có thể là nó không cần test, đúng không? Thì cái phiên này điều chỉnh một chút với thanh khoản rất là nhỏ. Đó, thì mình mua nó có thể là mua 50% ở ngay cái phiên này, và sau đó mà nó test lại thì tăng tiếp thì mình sẽ mua nốt sau test DGC, hoặc là một số cổ phiếu ví dụ như là VHC thì cũng chưa thủng đèn này, không, nhìn cái cấu trúc nó chưa rõ lắm, thì nếu mà lần sau xuất hiện cây nến tăng giá mạnh thì mình sẽ mua. Nhìn cái cấu trúc của VHC này thì nó không 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 đẹp lắm. Một số cổ phiếu nó có thể check out dạng back holding nhé. Back holding là gì? Đây, nó thủng đèn sau đó dạng nó không tăng lên ngay, nó không tăng lên ngay mà nó một cây này, hai cây này, ba cây, bốn cây này, năm cây, đúng không? Nó giữ ở đây để mà nó hấp thụ và thường thì khối lượng nó cứ nhỏ dần, nguồn cung nó cạn dần, và sau đó thì nó mới có một cây đảo chiều tăng giá mạnh. Đó, nếu tuần sau mà tăng vượt 16.5 thì có thể là mua vào và target lên cái vùng 18.3 này, đúng không? Thì cái cụm này mình gọi là back holding. Back holding nói sâu thêm một chút về cái back holding nhá, thì mọi người sẽ thấy rằng là back holding thì thường là cũng là một cái dạng check out này, nhưng mà cái hình dạng nó sẽ như nào, nó gần như một cái mô hình gọi là đảo dấu vàng đó, nó gần như một cái mô hình đảo dấu vàng. Back holding là gì? Một cái nhịp rũ bỏ, thì mọi người sẽ thấy những cái cây nến đầu tiên khối lượng rất là lớn nhưng mà nó không kéo lên ngay, để làm gì? Để nó hấp thụ hết cái khối lượng này ở vùng giá thấp, khối lượng lớn ở vùng giá thấp, cho đến khi đến cái cây này nguồn cung nó cạn kiệt, cản dưới trung bình tụt vọt, không còn ai bán nữa rồi, đúng không? Thậm chí nó còn chờ thêm một cây nữa và sau đó thì nó sẽ kéo lên. Thường nó có khoảng độ 4 5 cây ở cái vùng này, 1 2 3 4 5 5 cây, đúng không? Sau đó thì nó mới kéo lên. Thì gọi là mô hình giữ túi, thì cái này là ở trong túi, đúng không? Đó, còn ra đây là bên ngoài túi. Ok. Thì hy vọng rằng là sau cái video này thì mọi người sẽ hiểu hơn về cái việc mà chúng ta giao dịch với cả check out và back holding.